Đây là 5 câu nói tạo cảm hứng học tập cho bạn ngay lập tức. 1. Tôi không dám ngã xuống vì đằng sau không có ai hết. 2. Cố gắng và hối hận bạn chọn cái nào. 3. Số trang sách bạn đọc hôm nay chính là số tiền sau này bạn đếm. 4. Học bài thêm một chút, sau này chồng tương lai sẽ đẳng cấp hơn. 5. Cách trả thù tốt nhất chính là biến mình trở nên vĩ đại.